Hôm trước thì chúng ta đã học về cái pháp tục đế. Thì hôm nay thì chúng ta bắt đầu vào cái phần đầu tiên của cái pháp chân đế, đấy là tâm. Tâm là gì? Tâm thì nó có hai cái từ, một là citta, hai là vijnana. Thế thì vijnana này nó được dịch là thức, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn cứ là citta, tức là thì mình có vô minh sinh hành, hành sinh thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đấy, xong rồi thức duyên danh sắc. Đấy, thì cái thức này thì nó sẽ hình thành bằng cách nào? Thì cái thức này nó được hình thành bởi bốn thứ. Thứ nhất là căn, tức là mình có căn là có các giác quan. Chúng ta có cảnh. Đấy, thì căn tiếp xúc với cảnh thì nó ra thức. Nhưng mà để có cái thức này thì chúng ta có những cái sự tác động của một là nghiệp quá khứ, và thứ hai là 52 sở hữu tâm. Thì cái 52 sở hữu tâm này chính là hành. Đấy, thì hành duyên thức. Thì trong cái sự mà hình thành thức này thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta phân loại tâm theo cảnh thì chúng ta có sáu thức. Sáu thức tức là sáu con đường: một là nhãn, hai là nhĩ, ba là tỷ, bốn là thiệt, năm là thân, và sáu là ý. Đấy, thì ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cái ý thức này là cái mà nó rất phức tạp. Đấy. Thế còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì nó thuộc về ngũ song thức. Còn ý thức thì nó là riêng của nó. Thế thì tâm là gì? Tâm đấy chính là một cái sự biết cảnh hay một cái sự nhận thức đối tượng. Thì cùng một cái đối tượng, cùng một đối tượng, tức là cùng một cảnh, thì cái thức của mỗi người nó sẽ rất khác nhau, hay mỗi thức của mỗi chúng sinh nó rất khác nhau. Nếu như mà mình nhìn một cái bàn thì cái thức của mình nó rất khác. Thì với cả cái thức của một con giáp nhìn vào một cái bàn, đấy thì cái cảnh với cả cái căn, thì nó căn là biết cảnh, nhưng mà cái thức này thì nó sẽ bị hòa trộn, nó bị hòa trộn bởi cái nghiệp quá khứ và các cái sở hữu tâm này, thì nó biến đổi cái thấy của mình, và nó thuộc cái thấy của mình nó sẽ khác với cả cái thấy của những người khác liên quan đến cùng một cảnh. Thế thì tâm tâm ở đây thì phải được hiểu là sự nhận nhận thức thuần túy, chủ trương biết cảnh. Còn cái việc phân biệt nghiệp, phân biệt thiện hay bất thiện thì do các sở hữu tâm. Đó. Thế thì nếu như mà chúng ta có tâm mà chúng ta thấy các cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì năm cái tâm này là cái tâm nó chỉ đơn thuần là biết cảnh. Đấy. Nhưng mà thường năm cái tâm này nó không bao giờ nó đứng được một mình, mà nó đều đứng ở trong một cái lộ trình tâm. Ở trong một cái lộ trình tâm đấy thì nó phải đi qua cái nó gọi là ngũ môn hướng tâm, xong rồi nó mới lựa chọn đến là nhãn thức hay nhĩ thức hay tỷ thức, thiệt thức hay thân thức. Thế và chúng ta có là cái nhãn thức này, nhãn nhĩ tỷ thiệt này, thì nó đều là cái biết biết cảnh. Nhưng mà cái biết đấy là cái biết thuộc về cái biết rất trong sáng, và nó thuần là thọ xả, nó không có thọ khổ. Đấy, nó không không có thọ khổ mà chỉ thuần là thọ xả. Nhưng mà cái thọ thì nó sẽ đến sau, ở cái chỗ là những cái tâm về động lực, hay là những cái tâm về 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 cái thức sau này, thì là chúng ta sẽ học cái lộ trình tâm thì chúng ta sẽ học sau. Tâm ý thức, là tâm bắt cảnh pháp, tức là trạng thái khởi lên trong tâm. Cảnh pháp tức là các cái loại pháp trần mà nó cứ khởi lên ở bên trong, chứ nó không phải là do các cái giác quan của mình tiếp xúc. Bởi vì các giác quan tiếp xúc của mình là các giác quan nó tiếp xúc nó rất đơn thuần. Thế nhưng mà ngay sau đấy thì nó sẽ được tiếp nối bởi những cái tâm khác. Và lúc đấy thì nó sẽ có các cái tâm
Và cái tâm ý thức này nó là rất phức tạp, nên nó có tới 111 tâm, và trừ cái ngũ song thức là 10 tâm trong năm thức trên. Hình như là có người nào mới vào không? Có ai mới vào? Đây, không có. Và cái nhân sinh tâm thì chúng ta có bốn. Bốn nhân sinh tâm thì bao gồm có nghiệp quá khứ, là những hành động thiện bất thiện trong quá khứ thì tạo ra quả hiện tại. Như vậy những cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó là tâm quả, cho nên là cái nhân sinh ra nó thì là nó là những cái vấn đề trong quá khứ để tạo ra cái quả hiện tại. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái quá khứ thì là nó tạo ra quả. Thế và cái quan trọng nhất của chúng ta không phải là chúng ta nhận cái quả gì, mà chúng ta phản ứng với cả những cái quả mà chúng ta nhận được như thế nào để nó có thể là sinh ra cái nghiệp tiếp theo là thiện hay là ác. Thì những cái hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ thì sẽ tạo ra quả hiện tại. Và cái thành phần chính thì phải nói đến tâm quả, như là một người làm các ác nghiệp khi chết thì phát sanh tâm quả dẫn đi tục sinh vào các cái kiếp ác thú. Nên là những cái nghiệp đấy thì nó sẽ phát sinh cái tâm quả. Và cái sở hữu tâm là những cái thành phần phụ thuộc của tâm. Nó đồng sanh đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, đồng biết một cảnh với tâm. Thì tức là bản chất của cái sở hữu tâm đấy là một cái sự trộn lẫn, mà với cái sự trộn lẫn đấy thì nó tạo ra cái tâm đấy nó có tên là gì. Và không thể có một tâm nào mà không có sở hữu tâm. Khi nhìn lên bảng thì chúng ta biết là tâm bảng, thì cái tâm biết đấy là phải có cái sở hữu tưởng, nhớ lại cái đã gặp để ghi nhận cảnh hiện tại. Và nó phải có một cái sự suy tư để nhận biết cái đấy nó chính là cái bảng. Và có một cái sự nhận biết hay là định nghĩa từ trước, tức là nó cũng cần phải có những cái gọi là chế định, những cái pháp chế định mà chúng ta đã được học để mà chúng ta nhận biết ở đây là cái bảng. Nhưng mà cái bảng hay là cái gì đó thì nó chỉ là cái pháp chân đế, pháp tục đế. Cái này nó là tiến trình ngũ ẩn hả anh? Sắc thọ tưởng hành thức ấy, đúng không? Cái tâm nhất hành đấy là nằm trong sở hữu tợ tha đấy. Nhất hành mạng quyền tác ý, thì nó thuộc về cái sở hữu tợ tha. Thì thì nó có trong tất cả các tâm. Thế thì những cái này đấy là cái mà chúng ta có một cái tâm là đã bao gồm cái sở hữu tâm rồi. Và cảnh, chúng ta có cái cảnh là đối tượng của tâm. Thì tâm, bản chất của tâm là để biết cảnh thôi, không có gì khác. Thì những gì tâm biết thì gọi là cảnh. Và nếu không có cảnh thì không có tâm. Và có tâm là có cảnh. Do đó cảnh là nhân sinh tâm. Tức là nhân sinh tâm có ngân này thứ đấy. Căn vật tức là cái các giác quan. Vát thu là những cái sắc thần kinh, là nơi nương của tâm, hay nói cách khác là nơi trú của các căn. Mắt là chỗ nương của nhãn thức, tai là chỗ nương của nhị thức. Thì chúng ta có những cái cảnh đấy thì đôi khi chúng ta gọi nó là môn, các căn hay là các môn, tức là các cửa. Các cửa vào của cái sự nhận thức nó là các cái căn. Nên là bất kể, tức là bản thân trong các cái chúng sinh thì có những cái chúng sinh có đủ 5 căn, có những chúng sinh là ít căn hơn. Đấy, thì tùy theo cái nghiệp và quả của nghiệp thì các cái căn đấy nó được biến thể nó khác nhau. Nó có 4 tướng trạng của tâm. Trạng thái của tâm là biết cảnh. Phận sự của tâm là chủ trì hướng dẫn sở hữu tâm, tức là nó là một cái sự tập hợp của các sở hữu tâm để mà nó hình thành một cái định hướng của tâm. Sự thành tựu của tâm là tư cách liên tục nối nhau sanh diệt không gián đoạn, tức là chúng ta các tâm thì nó được nối nhau bởi các cái lộ trình tâm không gián đoạn. Và nhân cần thiết của tâm là sở hữu tâm và sắc pháp,
Chúng ta có sắc thì nó mới 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 có thể sinh tâm được. Thế cho nên là nhân cần thiết thì nó phải là sắc pháp. Thì nếu như mà chúng ta nhìn tâm này thì chúng ta sẽ, nếu tâm theo phân phân lại tâm theo cảnh thì chúng ta có là 121 tâm, tổng số tâm trong tam giới là 121 tâm. Thì trong 121 tâm thì chúng ta có ngũ song thức, tức là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Đó. Thì cái ngũ song thức này thì nó có cái quả bất thiện thọ xả, quả thiện thọ xả, vân vân. Thì những cái ngũ song thức là biết cảnh mà nó không có một cái bản chất về cái ác xấu, thì nó là một cái tâm mà nó coi như là nó nhìn thấy một cách trong sáng, gọi là như thế. Nhưng mà cái mà nó gọi là thiện hay bất thiện là nó sẽ dẫn đến những cái thọ khổ hoặc là thọ ưu khi mà nó đến cái phần tâm tiếp nối sau, cái sát na tâm tiếp sau trong lộ trình tâm, thì nó sẽ quyết định đấy là nó sẽ tạo ra cái trạng thái là thiện hay bất thiện. Chứ còn nếu như mà tâm nhãn nhĩ thủy tỷ thiệt thì nó chỉ là thọ xả thôi, cho nên là nó biết cảnh thôi. Tâm ý thức thì là tâm bắt cảnh pháp, là những cái trạng thái khởi lên trong tâm, thì có 111 tâm. Thì 111 tâm thì chúng ta có học rồi đấy, tức là 121 tâm mà chỉ trừ đi ngũ song thức này thì còn tâm 111 tâm, tức là trừ đi 10 tâm này thì còn 111 tâm. Tâm mà phân loại trong tam giới thì chúng ta có 81 tâm hiện thế và 40 tâm siêu thế. Thì tâm siêu thế là tâm biết cảnh niết bàn, là thoát ly thời gian, không thuộc về thời gian. Thì một số cái sách thì nó gọi là 8 tâm và một số sách thì nó là 50 tâm theo cái năm chi thiền. 8 tâm thì là tâm tâm đạo và tâm quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là 8 tâm. Đấy, nên là nếu như mà phân thành 140 tâm thì nó là thêm theo chi thiền nữa. Tâm hiệp thế thì nó có 27 tâm đáo đại, 54 tâm dục giới. Thì tâm đáo đại tức là cái mà nó rộng lớn, thì nó lấy cái sắc giới là tâm thiền. Thiền tức là đề mục của tâm sắc giới là những cái đề mục mang cái tính chất sắc giới. Sắc giới tức là những cái đề mục mà nó có tính chất mà nó vật chất. Đấy, thì chúng ta trụ tâm vào những cái đấy thì chúng ta có cái tâm thiền sắc giới. Còn tâm vô sắc giới tức là cái đề mục của nó là vô sắc, tức là nó không có cái bản chất của cái sắc hay bản chất của vật chất, cho nên nó là vô sắc giới. Thế thì tâm dục giới thì dục, thế nào là dục? Dục tức là lấy cái cảnh dục làm coi như là làm chủ đạo, và nó nằm trong cái cõi dục. Đấy. Thì tâm dục giới thì nó cũng có những cái tâm dục giới tịnh hảo và vô tịnh hảo, và bản thân trong cái tâm dục giới thì chúng ta cũng có những tâm mà chỉ có vị A-la-hán có. Đấy là cái những cái tâm mà duy tác. Trong dục giới thì chúng ta cũng có các cái tâm duy tác. Thì tâm duy tác chỉ là cái tâm mà của các vị A-la-hán, là nó vượt qua khỏi thiện với cả bất thiện. Thì cái đấy nó gọi là không tạo tác, không tạo ra một cái nhân nào nữa, thì lúc đấy là nó duy tác, cho nên là nó không không còn cái nhân tái sinh. Đấy là cái dục giới, cái cách chia nó như này. Thì chúng ta tiếp vào cái tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện là cái tâm mà chúng ta quay đi quay lại với nó suốt. Thì cả cái cuộc đời chúng ta là cũng chỉ quay đi quay lại với bất thiện rất nhiều. Và chúng ta có bất thiện là tham sân và si, nhưng mà thiện nó sẽ là vô tham vô sân vô si. Đó. Thì nếu như mà trong cái vô tham vô sân vô si thì đôi khi vô sân thì người ta cái tâm từ mà chúng ta nói thì chính là cái tâm vô sân. Chứ còn nếu trong cái bản chư pháp vi diệu pháp thì chúng ta không có cái tâm sở từ được, nhưng mà
Người ta có tâm vô sân, chính là tâm từ. Thế thì cái tâm bất thiện là những tâm sinh lên có sở hữu bất thiện đồng sinh. Đấy. Bất thiện tức là ác, tức là xấu, là không tốt đẹp, là suy nhược, là bệnh hoạn, là tội lỗi. Đấy. Thì những cái tâm bất thiện thì nó tạo ra quả bất thiện. Quả bất thiện tức là quả không vui, là quả tạo ra khổ đau. Nó đơn giản là như thế thôi. Thế nên là tâm tâm tham, tâm bất thiện là tâm tạo ra quả khổ đau, và tâm thiện là tâm tạo ra cái quả mà nó gọi là vui sướng, thì quả thiện. Thì cái mà chúng ta rèn luyện để tăng cái tâm bất thiện và giảm cái tâm thiện, thì bản chất của nó là ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái quả thiện và quả bất thiện ngay ngay sau đấy, nếu như mà chúng ta sử dụng cái nào. Đó. Thì thế nào là tâm tham? Tham là một cái sự ham muốn và bị thu hút bởi những cái cảnh khả ái. Và chúng ta có tâm tham này, thọ hỷ này, và thọ xả này, hợp tà ly tà này, hợp tà ly tà này, hữu trợ vô trợ này. Thì ở đây chúng ta lại lặp lại cái mà giải thích này. Một cậu bé bỗng dưng không có sự sử dụng, đấy, ăn cắp một trái táo một cách vui vẻ, đồng phát sanh với thọ hỷ, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. Đấy, thì tức là một cậu bé không có sự sử dụng, tức là vô trợ, đúng không? Ăn cắp một trái táo một cách vui vẻ thì thọ hỷ, thấy việc làm đấy không có gì là xấu, thế là hợp tà. Có bạn sử dụng, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. À, có bạn sử dụng đấy là hữu trợ, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, đấy là thọ hỷ, đúng không? Thấy rằng việc làm đấy không có gì là xấu, đấy là hợp tà. Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp một trái táo một cách vui vẻ, biết rằng việc làm ấy là xấu, tức là thọ hỷ. Thọ hỷ, bỗng dưng ăn cắp, tức là không có người người ấy, tức là vô trợ, đúng không? Biết rằng việc làm đấy là xấu, tức là hợp với tà, hợp tà. Có bạn sử dụng, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, biết rằng việc làm ấy là xấu, đấy, thì là hữu trợ, vui vẻ là thọ hỷ, biết rằng việc làm ấy là xấu là ly tà. Đấy, thì đã có ly tà. Thì những cái này là cái mà hôm trước thì chúng ta nói rồi, thì hôm nay là chỉ nhắc lại một chút để chúng ta nhớ. Thế thì cái tâm bất thiện là cái tâm mà chúng ta đều phải loại bỏ. Và cái cách loại bỏ đấy là mình phải nhận biết được nó. Cái việc mà nhận biết được cái tâm bất thiện đấy, nó phải là từng phút từng giây. Nó giống như là một cái sự liên tục, bởi vì cái tâm bất thiện đấy nó nảy sinh rất nhanh. Thế thì bản chất của nó là nếu mình chánh niệm tỉnh giác thì lúc đấy cái tâm bất thiện mình sẽ có một cái nhận biết và mình sẽ giảm trừ nó. Thì cái ý nghĩa, năm ý nghĩa của tâm bất thiện là gì? Một là bệnh hoạn. Thì nó là một cái tâm mà nó đem đến một cái gọi là quả xấu, thì là nó bệnh hoạn. Bất mỹ tức là nó không đẹp đẽ, tâm này nó không đẹp đẽ, sâu xa không đẹp đẽ. Không khôn khéo thì đây là một loại tâm si mê và ngu dại, nó có căn si ở đấy, nó có luôn luôn nó có căn si ở đấy, cho nên là không khôn khéo. Vì không khôn khéo cho nên là mình mới có cái tâm bất thiện. Nếu có cái khôn khéo, tức là cái như lý tác ý của mình tốt, thì mình sẽ không bị cái tâm đấy nó ám hại. Tội lỗi thì cái những cái tâm này thì nó gây ra đau khổ cho người khác hoặc đau khổ cho chính mình, đấy chính là cái tội lỗi, và nó cho quả khổ. Thế là khi nó có cái đấy thì kiểu gì nó cũng cho quả khổ. Thì năm cái nhân để mà sinh tâm bất thiện bao gồm có phi như lý tác ý. Thì cái tác ý, tác lý mình có, tức là mình phải có tác ý một cách như lý. Như lý tức là mình phải biết cái lý lẽ để mà chúng ta suy nghĩ,
Thế thì cái này nó là phi như lý tác ý, tức là cái tác ý của mình đến cái tâm đấy là nó đang bị tác ý sai. Và trong cái việc mà giờ chúng ta để cái tâm suy nghĩ theo chiều hướng bất thiện, ác, thì chính là cái phi như lý tác ý. Nhân thứ hai đấy là trú xứ không nên ở. Thế thì cái môi trường xung quanh của chúng ta luôn luôn tác động đến tâm của chúng ta. Thế thì cái môi trường xung quanh đấy, nếu như mà nó gọi là ngày xưa chúng ta có cái gọi là gì nhỉ, mẹ của Mặc Tử, mẹ của Mặc Tử là mấy lần chuyển chỗ ở để cho con có thể coi như là gần trường. Thế thì những cái mà chọn cái trú xứ cũng là có ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà chúng ta gặp, hoặc là chúng ta có những cái cảnh, chúng ta gặp những cái cảnh mà bất thiện, dễ sinh tâm bất thiện, thì cái trú xứ không nên ở. Thứ ba là thân cận với phi hiền nhân, tức là những người mà không không phải là hiền nhân, tức là những người xấu ác mà không lành, thì những cái người này luôn luôn nó có tác động với mình. Và cái này nó gọi là chọn bạn là chơi và mà chơi, hay nói cách khác nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ít tạo phước đời trước, thế thì cái ít tạo phước này thì nó sẽ dẫn đến cái cảnh mà mình gặp, nó không phải là cái cảnh mà thuộc về cái thiện, mà nó sẽ liên quan đến cái cảnh bất thiện nhiều. Bởi vì ít tạo phước đời trước thì đồng nghĩa với nó là cái quả, cái tâm quả của mình nó sẽ nghiêng nhiều về cái quả bất thiện, đúng không? Tâm quả thì chúng ta biết rồi đấy, nó liên quan đến cái nhân quá khứ. Thứ năm là lập trường không chân chánh, tức là chúng ta đang có một cái tà kiến nhất định, đôi khi mình đi theo một cái tà đạo, đôi khi mình đi theo những cái ý tưởng tư tưởng sai lầm. Thì nếu như mà mình có cái tà đạo tà kiến mà đi theo những cái tư tưởng sai lầm đấy, thì đôi khi chúng ta có cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện này ví dụ như là những cái thánh chiến, hay là cái coi như tử vi đạo, thì những cái đấy là nó hình thành một cái lập trường, và lập trường đấy là lập trường bất thiện, và cái loại bỏ cái lập trường đấy là một cái cực kỳ vô cùng khó khăn. Và khi mà nó có cái lập trường không chân chánh này, thì những cái như lý tác ý rồi thì chú xứ rồi các thứ khác là nó đi theo cái đấy. Nhưng mà cái rất quan trọng đấy là cái như lý tác ý được. Nếu phi như lý tác ý là chúng ta sẽ bị biến đổi theo cái những cái người hoặc là những cái điều kiện mà sinh tâm bất thiện. Thì đấy là năm nhân sinh tâm bất thiện. Thì chúng ta đi vào chi tiết hơn thì chúng ta có bốn nhân sinh tâm tham. Đấy. Thì tâm tham là gì? Tâm tham là cái tâm mà mong muốn vơ những cái gì đấy tốt đẹp về phía mình, tức là những cái cảnh đẹp, hay là những cái gọi là cảnh mà làm cho mình sung sướng, thì là mình sẽ có một cái xu hướng là bám víu lấy cảnh đấy. Thì cùng là một cái gọi là dục đấy. Thế nhưng mà dục mà nó có cái tính chất tham đi kèm, thì nó có một cái chất của cái sự dính mắc. Thì cái nhân sinh tham thì nó có tục sinh, có nghiệp tham theo bè đảng. Tức là chúng ta có thể là chơi vào một trong một cái nhóm, thì là chuyên làm ăn các thứ cùng nhau để mà làm những cái việc để mà kiếm tiền chẳng hạn. Tất nhiên là kiếm tiền thì là chuyện tốt thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nghiêng theo cái điều đấy nhiều quá, thì chúng ta có thể bị bất chấp mà cái sinh cái tâm tham. Đời kế trước đa tham, đời kế trước đa tham thì là nó có những cái chủng tử phiền não đi theo. Thì những cái chủng tử này, thì bản chất cái chủng tử thì chúng ta cũng có cái khái niệm về chủng tử ở trong cái duy thức học rồi, đúng không? Nhưng mà cái này thì đúng là nó có những cái gọi là những cái nhân sinh tâm tham là nó từ đời trước nó kế vào. Gặp được những cái cảnh đẹp, cảnh tốt, thì cái gặp cảnh khả ái, cảnh tốt, thì đương nhiên là mình cũng muốn giữ cái cảnh đấy.
muốn lưu giữ cái cảnh đấy và muốn cho cái cảnh đấy nó là của mình, thì lúc đấy là mình tham với cái đấy, gặp đối tượng khả ái khả hỷ, tức là cái mà mình gặp nó là một cái hợp với lòng mong muốn, thì lúc đấy là bốn nhân sinh tâm tham, nó là như thế. Đấy thì chúng ta thấy các nhân sinh tham này, tham thọ hỷ này, tham tà nhân liên quan đến tà kiến này, ly tà này, vô trợ này. Đấy thì chúng ta thấy là nhân sinh thọ hỷ là gì, là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Thì cái này nó sát na tâm đầu tiên là có mặt trong đời này là tâm quả thiện thọ hỷ, thì lúc đấy là chúng ta dễ có cái thọ hỷ trong cái cuộc đời. Không trầm tĩnh, không trầm ngâm suy xét, thì cái thọ hỷ này, nó hỷ thì nó vẫn còn hơi thô một tí. Cái người mà nó dễ vui vẻ thì nó cũng có một cái gì đấy là nó thiếu trầm tĩnh và ít nghĩ sâu. Người hay vui vẻ thì ít nghĩ sâu. Và cái thọ hỷ cũng là có một cái nhân là do gặp cảnh tốt đẹp. Gặp cảnh tốt đẹp thì vui mừng, mừng là đúng rồi. Và cách ly sự tiêu đàn đổ nát, tức là chúng ta không phải gặp những cái cảnh mà đổ nát, thì cái này nó giống như kiểu Đức Phật được ở trong cái cung vàng điện ngọc, không được phép tiếp cận với cả sinh lão bệnh tử. Đấy. Thì cái đấy là những cái nhân mà sinh thọ hỷ. Đấy là Đức Phật là nếu nói về cuộc đời là lúc nào cũng có khả năng được thọ hỷ cả. Nhân sinh tà kiến thì nó gọi là cái tánh nết quen với tà kiến, sống làm suy tư và chấp theo cái tà kiến đấy. Thì cái tà kiến chính là cái mà tà kiến lớn nhất, thì chính là cái coi mọi thứ là ta với cả của ta, tức là cái đấy là tà kiến lớn nhất. Và trong cái từ cái tà kiến đấy thì chúng ta nó gọi là thân kiến, thì đấy là cái thân kiến mà gốc gác nhất. Thế thì cái thân kiến đấy thì nó sinh ra một loạt những cái thân kiến khác, những cái tà kiến khác, ví dụ như là ngã mạn hay là tham hay là sân, thì đều nó có một cái nhân sinh của cái tà kiến đấy. Và cái nhân sinh tà kiến thứ hai là thân cận với người tà kiến, tức là hay chơi với người mà có tà kiến xấu, sống trái pháp luật, theo bè đảng, suy xét sai tức là phi như đi tắc ý, không khéo vọt tà kiến, tức là không khéo trong cái việc mà nhìn nhận sự việc, cho nên là cái tà kiến nó vọt ra, nó nảy sinh ra ngay lập tức, thì đấy là không khéo vọt tà kiến. Rồi năm nhân sinh ly tà tức là không hợp với tà kiến. Thì cái này là nó liên quan đến tính nết, là không quen với tà kiến, tức là cái tính nết của mình là nó hay như lý tác ý, tức là mình suy xét mọi việc nó phải có cái tác ý tốt hoặc là cái tác ý đúng, thì cái tính nết không sợ quen với tà kiến, không thân cận người tà kiến, tức là chọn bạn mà chơi, nghe được Phật pháp, thì cái này là hôm nay chúng ta đang ngồi cùng nhau để nghe Phật pháp đây, đúng không? Ít suy xét sai thì đấy chính là cái mà chúng ta phải rèn luyện, khéo vọt khỏi tà kiến, tức là cái khéo tác ý, thì cái khéo tác ý đấy thì chúng ta nhận biết được các tà kiến thì chúng ta không sinh vào. Sáu nhân sinh vô trợ tức là không có sự hỗ trợ, là tục sinh có nghiệp về vô trợ, có thân tâm mạnh mẽ, thì cái thân tâm mạnh mẽ tức là bản chất của mình vốn là cái người mà rất thích chủ động, thì lúc đấy là mình có cái phần vô trợ. Như mình chẳng hạn thì là mình ít cái sự vô trợ lắm. Lúc nào cũng phải có trợ. Ví dụ như mở cái lớp này ra là phải có bạn Lan bạn trợ. Chứ nếu bạn ấy không trợ là mình sẽ không không bắt đầu cái chuyện giải. Thế thì cái này nó cũng cần một cái sự mạnh mẽ của con người. Đa nhẫn nại tức là một người có một cái tính chất nhẫn nại cao, từng thấy nghe sự kết quả của bậc hiền chết, tức là đã có những cái được nghe giảng pháp được nhiều.
thuần thục cái việc làm, quen quen việc, vật thực khí hậu, chú xứ thích hợp. Đấy, thì những cái này là làm cho thân thể mình khỏe mạnh, thì mình cứ thế cái sức mạnh của mình nó mạnh, thì lúc đấy mình không cần trợ, tức là không cần có ai trợ duyên mà mình vẫn có thể coi như là tiếp tục. Thì thế cái này bị hơi lặp lặp một tí nhỉ? Hai cái này bị lặp quá. Bốn nhân sinh thọ xả, thế là mình bị thiếu mất cái hữu trợ nhỉ? Thì đáng nhẽ là sáu nhân sanh vô trợ, thì bắt đầu đến các nhân sanh hữu trợ. Mấy cái này là bị làm này là bị thiếu rồi. Bốn nhân sanh thọ xả, thọ xả là tục sinh có tâm thọ xả, có suy xét tế nhị. Thì cái thọ xả là một cái sọ thọ mà chúng ta có một cái thọ quân bình trong cái cuộc sống này, mình có một cái sự quân bình. Có suy xét tế nhị, tức là mình suy xét sâu, thường gặp cảnh trung bình, tức là khi mình gặp cảnh, cái cảnh đấy nó không phải quá vui vẻ hoặc là quá đau khổ. Đấy, ly sự điều tàn, tức là cũng không gặp những cái cảnh mà xấu, cảnh điều tàn. Thì đấy là cái nhân sinh, ý nghĩa nhân sinh. Các cái nhân sinh này cũng là cái mà chúng ta phải để ý, để mà chúng ta coi như là lựa chọn cái nhân cho chúng ta. Đúng không? Thì đấy là cái phần tâm tham. Tâm tham thì là chúng ta thấy các cái nhân của tâm tham là này này, nhân sinh tâm tham này, nhân sinh thọ hỷ này, nhân sinh tà kiến này, ly tà này, vô trợ, thiếu bị nhầm cái vô trợ này với cái hữu trợ. Nhân thinh sinh thọ xả, thì lúc khác thì mình sẽ bổ sung vào cái hữu trợ. Tâm sân, tâm sân thì là có cái căn gốc là sân, và có cái thực tính là bực bội, khó chịu, không hài lòng, bất toại nguyện, nặng hơn là hận, phẫn nộ, ác độc. Thì cái này nó gọi là căn là sân này. Thế thì thực tính bực bội, tức là thọ ưu này. Đấy, không hài lòng, bất toại nguyện, đấy là thọ ưu này. Nặng hơn là hận, hận phẫn nộ, tức là hợp với phẫn nộ này. Đấy, thì có hai cái là tâm sân, thọ ưu, hợp phẫn, vô trợ. Đấy, Domanasa, Saha, Gatang, Patigasa, Patigasang, Payutang, Asangkharikang, Patiga. Đây là sự tức giận, sự bực bội, phẫn nộ. Đấy. Thì Sampayutta là tương ưng, tức là ứng với cả cái tương ưng, tức là hợp với cả cái gì đó là tương ưng. Sampayutta, Asangkharikang, Asangkharikang là vô trợ, tức là không có sự hỗ trợ. Thì cái trạng thái tâm sân có thọ ưu đồng sanh, đồng thời tương ưng với một sự phẫn nộ tức tối sẽ khởi lên một cách nhanh chóng. Đúng không? Đấy, thì thọ là thọ ưu, đúng không? Thọ là cảm xúc, cảm giác, thì thọ ưu thì nó sẽ có cảm giác bất an, bức xúc, khó chịu, đấy là thọ ưu. Đúng không? Tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Đấy, thì cái trạng thái bực bội, khó chịu tương ứng với phẫn nộ khởi lên, nhưng mà hữu trợ tức là nó có một cái sự chậm hơn một tí, tức là nó phải có một cái hỗ trợ thêm, là chậm hơn một chút. Thì ở đây có bốn nhanh nhân sinh ra cái tâm sân, tức là cái tính nết quen sân. Thì có những cái người sinh ra là đã rất dễ bị sân tức bực gì đấy, thì đấy là cái tính nết của người đấy, có thể là do cái quả kiếp trước sinh ra, cho nên là cái tính nết quen sân. Mà nhiều khi người ta bảo rằng là cái anh này mà hay tức giận, hay là ông này là ông ấy tái sinh từ cái cõi Atula, cho nên là anh ấy có tính hay sân. Không suy xét sâu xa, thì cái sân tức là cái sự tức giận, mà sự tức giận này thì nó thường liên quan đến cái gọi là tâm si, và si tức là không suy xét sâu xa, thiếu kiến thức học và hiểu, và thường gặp cái cảnh xấu,
Tức là nếu mà gặp cái cảnh xấu thì đương nhiên là mình sân rồi. Nhưng còn cái tâm si thì có cái tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Đấy. Thì cái tâm si thì luôn luôn đi cùng với cả cái thọ xả. Bởi vì là si là một cái sự mà không không rõ biết, mà không rõ biết thì nó không có thọ ưu hay thọ khổ mà liên quan đến thọ xả. Và hợp với hoài nghi tức là một cái trạng thái phân vân. Thì ở đây nó có hai cái loại hoài nghi, một là hoài nghi thông thường và hai là các cái hoài nghi liên quan đến Phật pháp tăng tam bảo tam học về giới định tuệ, về quá khứ hiện tại vị lai, về tương sinh, về cái việc mà có đức Phật hay không, vân vân. Thì cái si này là cái hợp với hoài nghi này. Thì nếu như mà có cái sự hoài nghi liên quan đến Phật pháp tăng tam bảo thì lúc đấy là mình không tiếp cận được với cả giáo pháp. Còn cái nghi thông thường thì nó là một cái trạng thái phân vân đối với cả những cái công việc thông thường. Tâm si thọ xả hợp phóng dật, tức là cái tâm mà nó có sự chao đảo và loạn trọng. Hai nhân sinh tâm si thì là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý tức là chúng ta không không tác ý đúng. Thứ hai là có pháp lậu làm nền tảng, tức là chúng ta có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đấy, thì kiến lậu tức là chìm đắm trong tà kiến chấp thủ. Dục lậu là cái dục mà nó phát sinh được lâu đời. Rồi hữu lậu là chìm trong cái sanh hữu, và vô minh lậu là chìm đắm trong cái sự sự vô minh, tức là không biết, vô minh duyên hành. Tam ác là có ba điều ác. Ba điều ác thì có thân ác, khẩu ác và ý ác. Thân ác thì có sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Khẩu ác thì có nói láo, nói thọc mạch, đâm thọc, nói ác khẩu, nói điều vô ích, thì đấy là khẩu ác. Và ý ác có tham, sân, si. Tham, sân và tà kiến. Tham, sân và tà kiến. Tà kiến ác. Thế thì đấy là chúng ta có 10 cái điều ác. Và tham thì có 7 điều. Trộm cắp này, tà hạnh, nói láo này, nói thọc mạch này, nói điều vô ích này, tham ác này, tà kiến ác. Đấy. Thì những cái này thì nó cái trộm cắp đấy là chúng ta vơ vào mình, tức là mình muốn có một cái đồ vật. Tà hạnh tức là mình cũng có mong muốn là sở hữu lấy một cái, ví dụ như tà dâm ấy, các thứ, coi như là tham để mà sở hữu một cái con người hay một cái trạng thái. Nói láo, nói láo thì nó là cũng có cái nhân tham để mà mình đạt được một cái trạng thái mà tốt. Nói thọc mạch, nói điều vô ích, tức là chúng ta có ba cái là liên quan đến gọi là khẩu ác, đúng không? Và tham ác tức là cái tham và tà kiến. Và sân thì có 7 điều là sát sinh, trộm cắp, nói láo, nói thọc mạch, nói ác khẩu, nói điều vô ích, sân ác. Thì những cái này, hai cái này thì nó đều có những cái mà nó đều giống nhau, bởi vì là về bản chất tham sinh sân và sân sinh tham, là hai cái này nó có cái sự liên hệ với nhau. Tham thì nó là cái gọi là hữu ái đấy, còn sân thì nó là phi hữu ái. Hai cái này nó hữu ái với phi hữu ái thì nó cũng đều có những cái mà nó liên lạc với nhau. Thế đấy là các cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện thì nó đi theo chúng ta là suốt nhiều kiếp sống, và những cái nhân những cái tâm bất thiện này thì nó gây ra cho chúng ta là quá khổ trong hiện tại và quá khổ trong vị lai, và nó gây ra những cái bất thiện nghiệp.
Thế thì hôm nay là mình có gửi lên cái diễn giải về cái gọi là tâm túc sinh, với cả tâm tư, tâm túc sinh. Thì bác Thủy bác có nói rằng là cái tâm túc sinh hay là tâm tâm tử là cái lúc cái thời điểm cận tử nghiệp là cái rất quan trọng nữa. Thì mình cũng hình dung là cái cận tử nghiệp đúng là nó cũng có quan trọng, bởi vì nó cũng có một cái ví dụ như là một cái chuồng trâu bắt đầu cửa chuồng mà nó mở ra, thì con trâu nào mà nó gần chuồng thì là nó vọt ra trước, là có điều kiện vọt ra trước, tức là cái cận tử nghiệp nó có ý nghĩa như vậy. Thế nhưng mà mình cũng hình dung là cận tử nghiệp đấy nó cũng không thể nào mà nó thay thế được cái thường nghiệp nói chung. Bởi lẽ là thì cho dù mình có cái cận tử nghiệp là cái nghiệp tốt, ví dụ là sinh làm nhân loại, nhưng mà nếu nếu cái bất thiện nghiệp của mình nó nhiều thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng là có rất nhiều đứa trẻ, nếu nói về sinh ra thì nó sẽ là ở cõi người nhưng mà nó lại chết chết sớm, hoặc là có thể là nó không hề bị được sinh ra. Đó. Mặc dù là nếu nói về cái sự hình thành nhân mạng thì ngay cái lúc mà nó hình thành bào thai thì nó đã là người rồi. Thế nhưng mà nó sẽ chết yểu, nó có thể bị chết yểu. Đấy, cũng như là như thế thì là cái câu chuyện của Hoàng hậu Malika. Thì Hoàng hậu Malika thì do cái tâm tử của Hoàng hậu Malika là một cái tâm bất thiện, cho nên là Hoàng hậu Malika mặc dù cả đời làm thiện pháp nhưng mà vì cái tâm bất thiện đấy thì cũng tái sinh vào địa ngục. Nhưng mà hoàng hậu cũng chỉ tái sinh vào địa ngục có 7 ngày thôi, rồi lại lên cõi trời ngay lập tức. Thế thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái nghiệp, cái bản chất của cái thường nghiệp nó vẫn là cái quan trọng nhất. Và nếu như mà cái nghiệp đấy nó mạnh thì những cái chuyện mà chúng ta vô tình hoặc là những cái tâm mà bất thiện nó nảy sinh, thì lúc đấy là những cái nghiệp bất thiện nó tồn tại ngắn. Thế còn nếu như mà chúng ta có cái thường nghiệp tốt thì nó sẽ tồn tại dài. Và một cái điều thứ hai nữa là mình cho dù mình nói rằng là cái tâm tư là tâm quan trọng, nhưng về bản chất thì là vào cái thời điểm tử thì chúng ta không bao giờ có thể coi như là tự lựa chọn được cái tâm cho mình trong cái quá trình tử đấy. Đấy thì vì chúng ta không thể lựa chọn được, cho nên là tất nhiên là nó vẫn có những cái gọi là hộ niệm thì nó cũng đỡ hơn một chút, nhưng mà về bản chất thì nó không thay thế được cái thường nghiệp. Thì đấy là liên quan đến tâm bất thiện, và chúng ta tiếp theo là đến cái tâm vô nhân. Tâm vô nhân thì chúng ta có 18 tâm vô nhân. Thì tâm vô nhân là tâm mà khi nó xuất hiện, nó sanh khởi, hiện hữu thì ngay chính trong bản thân của nó là không có nhân chủng đồng sinh chung với nó. Đấy, thì trong trong cái tâm đấy thì nó không có nhân chủng đồng sinh. Thì nhân có 6 là nhân bất thiện của tham sân si, và nhân thiện của vô tham vô sân vô si. Thì ngay trong lúc nó sinh lên thì nó không có nhân hiện tại, nhưng mà nó chỉ có nhân quá khứ thôi. Tức là cái nó thuộc về cái nhân dị thời và dị thục. Dị thục tức là quả chín ấy, tức là nó là tâm quả, tức là khi mà cái nghiệp nó đến thì tự nó kết thành thôi, chứ nó không có một cái nhân nào ở trong đấy. Thì tâm vô nhân là tâm không có 6 nhân, bao gồm có nhân bất thiện và nhân thiện, và nó cũng và cái tâm không có 6 nhân này đồng sanh chung. Thì có hai loại tâm vô nhân là tâm quả vô nhân và tâm duy tác vô nhân. Thì tâm quả vô nhân thì có tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân. Thế thì những tâm quả bất thiện vô nhân thì là do những cái quả bất thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Thế cho nên là đến lúc chúng ta nhìn nghe ngửi nếm thì chúng ta bị phải cái nhìn nghe ngửi nếm những cái thứ mà mình không muốn. Và tâm quả thiện vô nhân thì ngược lại,
thế là do chúng ta đã làm phước hoặc là làm những cái việc thiện trong quá khứ, cho nên là đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ được hưởng cái quả thiện, chúng ta được nhìn nghe người nếm những cái thứ mà làm cho chúng ta vui vẻ. Đấy, thì, và tâm di tác vô nhân, tâm di tác vô nhân thì có ba tâm là khán ngũ môn, khán ý môn và ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Thì khán ngũ môn tức là giống như kiểu gõ cửa, gõ cửa là nó là ngũ môn hướng tâm, tức là nó gõ cửa để cái khán ngũ môn này nó mới bắt đầu chọn là cái thứ mà nó tiếp xúc sẽ đến là cảnh cho mắt hay cảnh cho tai hay cảnh cho mũi hay cảnh cho lưỡi hay cảnh cho thân, thì đấy là khán ngũ môn. Và khán ý môn thế thì nó liên quan đến cái lộ trình tâm ý thức đấy, thì cái lộ trình tâm ý thức thì cái này nó cũng gọi là cửa mở để mà bắt đầu là đi đến những cái tâm tiếp theo, những cái tâm tiếp theo. Và cái tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ, ứng cúng vi tiếu tức là tương ưng với cả một cái nụ cười, nụ cười, và nó có cái thọ hỷ, và cái này nó của bậc A La Hán. Đấy, thì nhân thiện thì có ba là vô tham, vô sân, vô si, và nhân bất thiện thì có nhân tham, nhân thân, sân, nhân si. Đấy, thì đấy là cái mà vô nhân. Đấy, thì hôm nay thì chắc là chúng ta đã hết một tiếng đồng hồ rồi. Đấy, thì bây giờ đến cái đoạn mà chúng ta sẽ thảo luận đó. Mọi người nghe từ đầu đến bây giờ thì có cái gì mà muốn thảo luận hay không?